Thảo xin chào lại quý vị đang xem kênh Thảo ABC Cuộc Sống Pháp. Ngày hôm nay thì Thảo xin chia sẻ đến cùng quý vị cách làm kim chi chuẩn vị Hàn Quốc. Cách làm cũng rất là đơn giản. Nếu như quý vị thấy thích món kim chi Hàn Quốc này thì Thảo mời quý vị vào bếp làm cùng với Thảo nha. Món kim chi này ăn với lẩu vào mùa đông nè, và nấu với mì gói rất là tiện luôn á. Ăn kim chi mùa này á, ấm bụng lắm cả nhà ơi. Chào ông bà cô chú. Để chuẩn bị làm kim chi Hàn Quốc thì Thảo có đây là 3 bắp cải thảo. Một bắp cải thảo như vậy nó dao động từ 1,5 kg tới 1,6 kg. Giờ thì mình sẽ cắt bắp cải thảo ra làm hai. Để chọn làm bắp cải kim chi cho nó ngon á thì mình lựa cái bắp cải cho nó thật chặt, nó nặng tay nha quý vị. Nó bọng thì nó sẽ không ngon bằng thôi. Và cái bắp cải vậy mình sẽ cắt ra làm tư như vậy nha. Rồi sau đó mình cắt tương tự những bắp cải còn lại như vậy luôn. Cải sau khi cắt xong thì mình rửa sạch qua nước lạnh. Rồi sau đó mình sẽ ướp muối cho cải ha. Thảo chuẩn bị là nửa chén muối nè. Quý vị lấy một nhúm muối, rồi cái rải từ trong cái nách của lá cải mình rải đều ra nha. Đó, quý vị làm tương tự như Thảo vậy nè, thì nó sẽ thấm đều muối hơn. Thì cái chén muối này á, Thảo sử dụng nửa muối hột và nửa muối bọt để nó dễ thẩm thấu hơn là mình sử dụng muối hột không. Và những bắp cải còn lại, quý vị cứ ướp tương tự như vậy giúp Thảo nha. Giờ mình ướp xong rồi, mình cho qua cái nồi này luôn. Và ba bắp cải á, Thảo ướp hết được là nửa chén muối. Giờ mình sẽ để bắp cải thảo đây khoảng tầm 30 phút, mình trở lại ha, để mình trở cái bắp cải. Lúc này sau 30 phút rồi nè, quý vị xem cái bắp cải thảo của mình nó đã rợp một chút nào rồi đó. Thì bây giờ Thảo sẽ trở đều cái phần bắp cải ở trên đưa xuống bên dưới để nó thấm đều muối. Bây giờ mình sẽ để đây ha, khoảng tầm 30 phút mình trở lại. Và tổng thời gian mình ướp muối cho bắp cải thảo là 60 phút, tính ra là 1 giờ ha. Và nước bắp cải thảo mình khi ướp muối này nó ra nước như vậy là nó đạt. Giờ thì Thảo sẽ cho nước vào và mình rửa thật sạch. Giờ Thảo sẽ lấy một lá cải Thảo thử nha, Thảo bóp lại mà nó dẻo, nó không có bị giòn á là ướp muối đạt rồi. Giờ thì Thảo sẽ đổ nước đầy mặt cải để mình rửa sạch cho cải nó hết mặn ha. Chúng ta rửa cải khoảng tầm 2-3 lần nước. Mình rửa đến khi nào mà mình thấy mình ăn thử cải nó hết mặn, nó còn nhẵn nhẵn là được ha. Rồi để rửa cải cho nó sạch thì mình cầm cái khúc cải nè, mình vỗ 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 cho muối ở bên trong nó đi ra ngoài hết. Quý vị cũng làm tương tự như vậy đến khi hết chỗ này ha. Đó, tại vì cái phần muối nó nằm trong cái nách cải á, nó vướng trong đó đó. Rồi Thảo sẽ rửa cái cải này lại lần thứ ba nè. Rồi cũng rửa tương tự như vậy ha. Rồi cái mình vắt nước cho nó khô. Bây giờ Thảo ăn thử một miếng cải nè. Rồi nó hết mặn rồi đó, nó còn nhẵn nhẵn thôi. Vậy là ok. Giờ thì mình sẽ rửa cải tiếp tục. Rồi mình vắt nước cho nó ráo ha. Mình để qua một cái thau như vậy nè. Rồi để một tí, mình sẽ xoay qua đây, mình lấy cái rổ, mình chải bắp cải ra. Để nó càng ráo nước bắp cải thì mình làm kim chi á, nó sẽ lâu hư hơn là nó còn đọng nước lại trong bắp cải nhiều nha. Cái công đoạn quan trọng nhất trong làm kim chi Hàn Quốc á, là chúng ta cần để cho bắp cải nó khô ráo nha. Và chúng ta cần lưu ý như vậy thôi. Cái thời gian để cho bắp cải ráo nước á,
thì nó không có chính xác, tùy thuộc vào nhiệt độ ở mỗi nơi nha. Bắp cải để đây, qua kia Thảo chuẩn bị nguyên liệu để làm kim chi. Ở đây Thảo có một khúc gừng, một củ hành tây, 7-8 cây hành lá. Về lá hẹ thì mình chuẩn bị mười mấy nhánh, 3 củ cà rốt và một trái lê và củ cải trắng và tỏi. Chỗ rau củ này mình sơ chế và rửa sạch để ráo giúp Thảo nha. Đây Thảo chuẩn bị là 500ml nước và cho vào là 3 muỗng canh bột gạo. Sau khi mình cho bột gạo xong rồi, mình dùng cái phới mình sẽ khuấy cho tan bột ra nha, cho nó quyện vào nước. Rồi lúc này Thảo cho vào là 2 muỗng canh đường cát trắng. Rồi lúc này mình bắt lửa nhỏ vừa ha, mình sẽ đứng khuấy đến khi cái hợp chất này nó sệt lại, như vậy là đạt rồi nè cả nhà ơi. Rồi mình sẽ để cái hợp chất này nguội. Phần rau củ sau khi Thảo rửa sạch rồi, mình sơ chế và củ cải trắng và cà rốt mình sắc sợi mảnh thôi nha, đừng có dày. Và hẹ thì Thảo cắt khúc vừa vừa như vậy nè. Hành lá mình cắt khúc giống như là nấu canh vậy đó. Và đây là một chén mè trắng đã rang sẵn rồi đó. Và đây á, trái lê, hành tây, tỏi và gừng á, mình cũng rửa sạch rồi. Mình cắt khúc nhỏ nhỏ nè, để mình cho vào trong cối xay á, nó xay nhuyễn nó dễ hơn. Để làm kim chi Hàn Quốc chuẩn ngon á, thì mình cần có một hũ tép của Hàn Quốc và ớt Hàn Quốc nha quý vị. Cái màu ớt khô này rất là đẹp. Cái hộp chất bột nó đã nguội rồi, Thảo sẽ cho vào trong hộp chất bột là 1 cup nước mắm ngon. Nước mắm càng ngon thì cái kim chi nó ngon nha cả nhà. Rồi qua kia Thảo đi xay rau củ nha. Mình cho trái lê, hành tây, gừng, tỏi vào để mình xay. Và tiếp tục Thảo cho vào là 3 muỗng canh tép Hàn Quốc. Thảo sẽ xay nhuyễn cái phần tép này luôn, để khi mình trộn vào trong kim chi á, nó sẽ ngon, nó sẽ không thấy lợn cợn của những con tép. Sau khi cho tất cả vào rồi, mình sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ xay cho chỗ này nó nhuyễn. Và lúc này á, thì Thảo đã xay nhuyễn tất cả rồi nè. Đó, nhuyễn cỡ như vậy là được. Rồi mình sẽ đổ cái phần rau củ đã xay cho vào trong cái nồi nước mắm luôn nè. Lúc này á, nó dậy mùi thơm ngon quá cả nhà. Và tiếp tục Thảo cho vào là 2 cup bột ớt. Và cái độ cay như vậy Thảo thấy vừa rồi. Quý vị nào muốn ăn cay nữa thì mình cho thêm phân nửa cup nữa nha. Quý vị nào không ăn cay được thì mình sử dụng ớt màu ha, cái loại không cay á. Bây giờ mình trộn đều tất cả lên nè. Đó, để cho nó quyện vào nhau là được. Tí nữa mình sẽ ướp cái chỗ gia vị này vào trong bắp cải Thảo. Sau khi trộn gia vị hòa đều vào với nhau rồi, mình sẽ đổ ra cái thau này nha. Để mình dễ ướp bắp cải Thảo vào trong gia vị hơn. Rồi mình cho mè vào nữa nè. Rồi cho tất cả rau củ vào ha. Cho hành lá vào, cho hẹ vào nè. Rồi cho luôn củ cải trắng và củ cà rốt vào hết luôn. Rồi mình trộn rau củ quyện vào trong gia vị luôn nha. Sau khi trộn gia vị thấm đều vào rau củ rồi, mình sẽ để đây cho gia vị thấm vào rau củ. Bây giờ thì Thảo sẽ lấy một nhánh bắp cải Thảo nè. Mình sẽ ướp gia vị từ trong nách cải đi ra ngoài lá cải nha. Cái trong nách cải quý vị cho gia vị nhiều hơn một chút, bởi vì chỗ đó nó dày á. Rồi những cái nhánh cải sau quý vị cũng ướp tương tự như vậy giúp Thảo ha.
Và lúc này mình sẽ cuộn tròn cái bắp cải lại. Và mình sẽ cho bắp cải Thảo vào trong cái hộp. Đó. Bây giờ Thảo sẽ tiếp tục ướp một cái nữa cho quý vị xem. Làm cái này cũng dễ nha cả nhà. Trong cái màu đỏ ớt của Hàn Quốc nó đẹp. Còn màu đỏ ớt của Việt Nam mình nó cái màu lên không có đẹp. Giờ thì mình tiếp tục làm tương tự như vậy ha. Rồi đây là cái phần nhánh cải sau cùng. Thảo đã ướp xong. Thảo cho vào trong hũ luôn nè. Và tổng cộng Thảo được một cái hũ nhỏ bên đây. Và một cái kiểu lớn bên này. Nhìn ngon, hấp dẫn không cả nhà? Và giờ mình sẽ đậy nắp cái hũ sành lại và cái hũ nhỏ này lại luôn nha. Rồi mình sẽ để ở ngoài khoảng tầm nửa tiếng. Như vậy đủ để cho gia vị thấm vào trong cải. Rồi sau đó mình cho các hũ vào trong ngăn mát tủ lạnh. Và bây giờ đây là kim chi sau một ngày. Thì mình đã cho vào trong ngăn mát tủ lạnh á, giờ mình đem ra ha. Mời quý vị cùng thưởng thức kim chi Hàn Quốc với Thảo. Cách làm kim chi của Thảo cũng khá là đơn giản. Mùa đông nào Thảo cũng làm cho vài ký vậy đó, cái ăn hết mùa đông. Nếu như quý vị thấy thích cái công thức này thì hãy làm cho cả nhà quý vị cùng thưởng thức nha. Và bây giờ video của Thảo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã xem video. Xin chào.